Như tôi đề, vừa này chúng ta sẽ phun dương của cái ngày đầu tiên map mùa hè phiên 4.8 Simulanka đúng chưa? Còn mấy ngày tiếp theo chúng ta sẽ mở rộng cái map thì chúng ta sẽ đợi những video tiếp theo nhá. Video ngày đầu tiên nói chung là chia ra thì cũng khá là ok. Chúng ta đỡ phải đi gọi là nhặt một lúc nhiều quá nhiều thứ. Đó là chỉ còn là một cái khu vực nhai thôi thì vẫn cứ nhặt từ từ thôi nhá. Thì ở cái map mùa hè có một cái đặc biệt đó là một dương ngoài những cái nguyên thạch, ngoài những cái phần thưởng thường lệ chúng ta được nhận ra thì chúng ta còn thêm một cái vật phẩm nữa của riêng cái map mùa hè này. Nó tên là phân đoạn vui vẻ thì một dương sẽ nhận được một cái vật phẩm đấy. Cái vật phẩm đấy thì nó sẽ để mà chúng ta đổi ra những cái phần quà, nhất là những cái bộ skin free của Kiara. Thì ở tập trước mình cũng có làm cho mọi người về 15 cái vị trí lông vũ gieo hò rồi. Vì cái phân đoạn vui vẻ này nó được nhặt từ cái lông vũ gieo hò cũng như cái dương cổ tích. Cái dương cổ tích là hiện tại là cái video này nhá, còn là cái lông vũ gieo hò là ở cái video trước. Thì mình cũng có làm cho mọi người rồi. 15 vị trí, mỗi cái lông vũ gieo hò đấy chúng ta sẽ nhân 3 lên là được 45 cái phân đoạn vui cái thẻ này. Còn video này chúng ta sẽ bắt đầu thu thập hết tất cả các dương. Như ở tập trước nó chúng ta đang dừng 45, bên mình thêm 1 có nghĩa mình đã nhặt được một dương ở trong quest rồi. Thì tí cái dương mình sẽ nhắc ở trong video. Được chưa? Rồi không lung tung lưu thuyên, nó hơi dài. Vào video nhá. Ở cái vị trí đầu tiên, chúng ta không có cái thắc mắc luôn, mình không hiểu, mình chưa nhặt cái dương luôn và giờ hiện tại quay lại không có dương. Nên mọi người để cái dương này nhá. Cái dương này nó sẽ đi theo cái quest mà chúng ta sẽ đi nối cái đường ống của quest chính tuyến của cái map này ấy. Thì mình có để dành để mà làm video nhưng mà khi mà mình quay lại đây không thấy. Ok, rồi, bây giờ mọi người di chuyển ra đây cho mình. Không hiểu giải thích tại sao cái chỗ kia nó lại bị mất cái dương thưởng của mình, cay vãi ò. Tiếp theo xuống này nhá. Ok. Ở tiếp theo, để chuyển ra điểm này. Đây, đằng sau. Ếch nhảy, ếch nhảy. Ok. Những cái mình đánh dấu hình cái cuốc này cũng là dương, mà cái dương là nó trong quét nhá mọi người nhá. Cái dương hiếm nhưng mà mình sẽ để đấy, tí sẽ nói sau với mọi người sau. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ trèo lên điểm này. Ok, ở đây chúng ta sẽ có một cái cuộc đua liên quan tới mấy con ếch này. Để tôi giúp cho. Nói chung sẽ phải thắng cái con ếch vàng này mọi người nhá. Ok. Đây nhé. Tiếp theo ra đây. Có đây này, con nó chưa tới này. Đây nó có một cái dương thường. Tiếp theo ra điểm này. Điểm này cũng nó cũng liên quan tới quét này. Đây, cái quét này liên quan mấy con ếch nhảy này. Ở trong quét, trình tuyến được ra luôn. Đây. Ôi, di chuyển ra điểm này trước nhá. Đã có cái vị trí khiêu chiến đây. Ok. Tiếp theo, ra đây này. Con ếch nhảy ở đây. Ok. Đây nhá. Rồi, bây giờ chúng ta mới ra đây này. Ở đây cũng sẽ là một con ếch nhảy. Sẽ phải dùng con này rồi. Đây rồi. Kìa, mít. Hiểu vấn đề. Ok. Đây nhá.
Rồi, theo tuyến đường dưới ra đây này. Tại vị trí này thì chúng ta sẽ liên quan tới một cái dương siêu cấp và một cái dương hiếm luôn mọi người nhé. Đây là vị trí này nhé. Đây. Sợ, tuyệt vời luôn. Ok. Rồi. Dùng sử dụng cho anh em. Tiếp theo ở đây luôn nhé, chúng ta sẽ có một cái dương bắt đầu hòa nhạc của X, sẽ được một cái dương hiếm. Ok. Đấy, easy đúng không? Đây. Ok, đây. Ok, tiếp theo ra đây nhá. Ra điểm này nhá. Ở đây, dương ngà dương bao dấu kỹ? Vâng, dấu rất kỹ ạ. Dấu kỹ thực sự. Rồi, giờ ra đây nhá. Bay xa, bay cao bay xa. Đây có một cái khiêu chiến này. Ok. Tiếp theo là đây nha. Bay thẳng xuống thôi. Đây bên này như là cũng là một cái cuộc đua thì phải anh em ạ. Rồi, về đích luôn gì nữa. Ui, được dương siêu cấp luôn ạ. Ảo thật đấy. Theo, lên trên này luôn này. Nó trên đỉnh này này. Đó có con hươu mọi người ạ. Ok. Lên cao ngắm trốn xa xăm. Mượn cảnh ngâm thơ. Ai ngờ hôm đó khó chịu ở cổ. Hãy giúp tầm một tay nhé, ok. Quay và gật đầu chào, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Ao khúc hát mưa. Ao khúc hát mưa là chỗ nào nhỉ? Có chỗ đấy không anh em ạ? Vương quốc trung gió. Như chỗ cây đúng không? Vương thành tinh cầu. Đây chỗ này. Ok.
Bingo. Rồi, giờ quay ở đây để ra cái điểm khi chuyên đây nha. Isa. 19 hạt. Ở đâu đấy? Đây 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 đây. Quẩy đúng mẹ trời. Rồi để trời sáng khó nhìn quá. Em nhớ để trời tối nhá, nó dễ nhìn hơn nhá. Ok, một dương thường. Đây nhá. Rồi, giờ quay lại điểm này để ra mấy điểm này nhá. Hình như là trong mấy cái điểm ở đây sẽ có một cái dương siêu cấp ở trong quest thì phải. Đây này, chính nó luôn anh em. Cái trong quest anh em ạ. Tiếp theo xuống này, ngay dưới luôn. Còn luôn ạ. Nó quái vật quá. Đâu không lấy được. Ok. Ở đây, dưới này, đoạn này đúng không? Rồi, giờ quay lại điểm này nhé. Ok. Đây nhé. Rồi từ đây mọi người đi lên đây, hai điểm này. Vương quốc trung gió. Nếu loại chúng ta đúng hướng anh em ạ. Đây chỗ này bắt đầu đến giải đấu mấy con sóc rồi đấy. Mình nghĩ mình nên để cho đồng hồ ban đêm cho nó dễ nhìn anh em ạ. Ok. Katana wa ocha to onajiku teinei ni ajiwatte koso honrai no omomoki ga wakaru mono desu. Oh. Takara sagashi. Theo ra đây này. Kore mo mata ikkyou desu. Xem nào. Ok. Rồi. Tiếp theo quay trở lại điểm này để ra vị trí này nhá. Vị trí này như là cũng ở trong quest thì phải. Đây, một cái dương này. Cái này như là chúng ta phải cho cái con hươu lấy quả, lấy cái trái táo. Quest tuyến chính của con map mà luôn đấy. Rồi, tiếp theo hai điểm này. Đây để nói trước đi, dích dắc đi. Ai chả khiêu chiến à? Ok. Tiếp theo, ra đây này. Một chiếc dương. Ok. Giờ đây nhá.
Ok. Rồi, tiếp theo bây giờ bắt đầu xâm nhập vào trong cái chỗ này. Chỉ ở đây nhá. Ngay chỗ điểm chuyển này chúng ta sẽ có một cái dương ở ngay cái nhà này luôn. Đây. Ok. Tiếp theo xuống này. Đây, có hai cái dương. Hình như sẽ phải chơi trò như kiểu gọi là gì nhỉ? Mọi người nhớ cái trò tranh ghế không? Để có tranh hoa quả. Mình canh đây sẵn thôi. Không phải đi theo bọn này đâu mọi người. Chuẩn bị này. Đấy. Tiếp. Tăng độ khó à? Vẫn là quả mâm xôi à? Thế thì mình cứ đánh đứng ở chỗ quả mâm xôi thôi gì đâu. Xong để cái con hươu được. Chỉ có cái bọn này nó quanh chạy quanh thôi. Chơi hơi gọi là chuẩn bị này. Chuẩn bị này. Quả mâm xôi nha. Bingo. Ok, tiếp theo ra đây này. Sáu mươi hai hạt á? Vãi nồi ạ. Chết rồi. Đâu rồi. Chưa hết đường đâu. Cái này mà mẹ không cho dương hiếm thì đấy. Gì nào, trêu nhau. Ok. Tiếp theo điểm này luôn nhé. Đã xảy ra chuyện gì? Lại quả mâm xôi tiếp à? Chúng ta phải giúp cô ấy. Ok, theo bạn. Ở ha, mấy quả mâm xôi bị vắt hết rồi này. Cài. Có thể đi trước được không bạn? Ai chà, có quái. Tổng nhá. Kẻ địch đông quá à. Trời ơi. Dương thường đúng ơi. Ok. Đầu tiên được mới dương thường đấy trước này. Hãy trả còn một số cho người bạn đau buồn bây giờ xong đi. Ok, giờ quay lại đúng không? Ok. Có một luồng gió cho mình lên luôn mà. Ok nha, bây giờ sẽ ra đây. Để ra điểm này. Xem nào. Rồi.
tiếp. Ok. Bingo. Tiếp theo lên trên này nhá. Tôi thắng chắc chắn. Là sao đây? Mời qua bên này vào vị trí. Bắt đầu nào. Đây con này không đi à? Không đi không ạ? Yuko. Có nghĩa là có một đứa không đi, một đứa bỏ trận giữa chừng. Giờ còn hai đứa này. Isa. Rồi, có một đứa. Đây đúng không? Ok, giờ quay lại điểm này. Tại điểm này thì có tận... Ở đấy có một cái dương hiếm. Nhưng mà để mà mở cái dương hiếm đấy thì mọi người sẽ phải mở ba cái dương còn lại. Đây, tại vị trí này chúng ta sẽ có một cái dương hiếm này mọi người này. Đấy. Dương hiếm nhá. Chúng ta sẽ phải mở ba cái dương xung quanh nó trước đã. Thì đầu tiên. Đây. Ok. Dương tiếp theo. Đâu nhỉ? Đây này. Trời lại bắt đầu sáng đấy. Ê. Cái bé ỏ. Chói thực sự. Ok. Rồi. Tiếp theo. Ủa thấy để trên nào? Để cho xem xong rồi đấy. Ok. U vãi nồi. Wow. Ok. Đấy, thầy cho nó mở được luôn cái dương hiệp dưới này. Bingo, bingo. Hợp lý chưa anh em? Đây là món quà cảm ơn. Đấy. Đây nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra đây. Điểm này trước đi. Đi men theo đường rồi. Ok. Đấy nhá. Rồi vào đây này. Ok. Tiếp theo nữa trong hang này chúng ta có một cái giếng nha. Đã xảy ra chuyện gì? Trái bu đồ ra không? Trái bu đồ. Bun le.
Bún lè trái gì? Hợp lý. Trong này nhé. Tiếp theo di chuyển ra đây, ra điểm này trước đi. Chơi nhau đây ta. Ở sườn đây có gió thổi không nhỉ? Không, không ạ. Ui, may kịp ạ. Dã man thật đấy. Tiếp theo dưới này. Cái này cũng đi theo quét. Quét trình tuyến của map này nhá. Rồi tiếp theo quay trở lại đây. Ra điểm này nhá. Tiếp theo ra đây này. Ok, đây còn một cái dương nữa. Nãy mình có nhặt ở trong quest. Nó sẽ giải cái khu này cho mọi người. Thì cái dương nó mình có nhặt rồi ở trong quest rồi. Ok chưa? Có một cái dương thường khu vực này mình còn thiếu này. Ở trên đoạn đỉnh chỗ đã con hươu mọi người, hươu chỉ hướng ấy. Đấy nhá. Đây đây sẽ thấy một cái bé sẽ dẫn chúng ta đi. Đó, dương à dương mau giấu kỹ. Vãi nồi kỹ thật. Không biết thật. Wow. Rồi, chiếc dương cuối cùng là cái dương hiếm của chúng ta. Cái là khi mà mọi người hoàn thành trong toàn bộ những quá trình tuyến, chúng ta sẽ trở về đây và nhận được một dương ở đây. Dương hiếm nhá. Ra chưa? Rồi. Đấy. Kiểm tra. Theo cái ngày đầu tiên của chúng ta tổng được 93 đấy mọi người, không phải 92 đâu. Do một cái dương như lúc nãy ở đầu mình có nói, mình không lụm nó, sau lúc mình quay lại thì ra nó mất luôn. Ok, hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo của cái mùa hè 1.8 này nhá. Là cho full đấy, full map đấy. Full map ngày đầu tiên nhá.